Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới. Cụ thể thì từ ngày 18 tháng 3 cho đến hết ngày 31 tháng 3, toàn tỉnh sẽ thực hiện theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Một số ít xã, khu dân cư, điểm dân cư đang thực hiện quyết định phong tỏa thì tiếp tục thực hiện cho tới khi có quyết định kết thúc phong tỏa. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Các huyện, thành phố, thị xã duy trì hoạt động đội phản ứng nhanh phòng chống COVID-19, tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp. Việc tổ chức dạy và học ở các nhà trường sẽ diễn ra sau ngày 17 tháng 3. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá việc tiêm vaccine sau khi làm điểm, xây dựng kế hoạch và tiếp tục triển khai tiêm vaccine trên diện rộng, bảo đảm an toàn.